Và Kiều Shop xin giới thiệu, đây là tinh dầu thông đỏ Samsung Cum Gan Son mẫu mới nhất 2020, với công dụng là giúp giảm tác hại của chất phóng xạ, ngăn ngừa sự sinh trưởng của tế bào ung thư, làm sạch mạch máu, làm tan lượng mỡ thừa và lượng cholesterol trong máu, giúp mở rộng mao mạch, đào thải acid uric và hỗ trợ các bệnh ngăn ngừa hiệu quả ung thư như ung thư gan, vú, dạ dày, phổi v.v. và hỗ trợ các việc điều trị bệnh như tiểu đường, cao huyết áp và các bệnh tim mạch, giảm lượng đường trong máu và hỗ trợ ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa và điều trị hoàn toàn chứng hôi miệng. Ngoài ra, tinh dầu thông đỏ còn có tác dụng làm đẹp da, giảm cân, tăng sức đề kháng cho sức khỏe và duy trì tuổi thanh xuân. Bên cạnh đó thì còn có khả năng là loại trừ các độc tố trong cơ thể của chúng mình khi mà uống nhiều rượu bia và làm giảm các vấn đề về xơ gan, đau đầu, viêm thần kinh tọa, đau dây thần kinh, bị tê liệt tay chân do máu không lưu thông và hỗ trợ trong việc điều trị chứng rụng tóc không rõ nguyên nhân. Mỗi ngày sẽ uống từ 1 đến 2 viên và uống trước hoặc sau khi ăn 30 phút một hộp. Lớn như vậy là gồm có 6 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ là gồm có 5 vị thuốc gồm 30 viên. Và Kiều cũng có bán lẻ luôn nha các bạn nha. Mình mua full hộp lớn cũng được, mà bán lẻ thì Kiều vẫn có bán. Giá ở Việt Nam là 1.860, giá ở Mỹ là 97 đô nha. Kiều cũng có bán lẻ luôn, hộp nhỏ là 301, còn cái hộp giá bên Mỹ là 16 đồng rưỡi nha. Và cái này là phụ nữ có thai và đang cho con bú và trẻ em dưới 10 tuổi thì không nên uống. Đó là lưu ý khi sử dụng, và mình còn phải uống nhiều nước